Fortuner M2010 anh chị ạ, để tìm được một chiếc xe còn cứng như thế này cũng khá là khó. Thì hôm nay Xe Đẹp Hải Dương bên em giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc Fortuner máy xăng bản động cơ 2.7 hai cầu. Xe được sản xuất vào năm 2010 anh chị nhé. Và đặc biệt đó là xe đã được độ phun đồ rồi. Đầu tiên anh chị có thể thấy đó là đã lên na răng của bản 2012 rồi anh chị nhé. Cam 360, màn Android, vè mưa, dán phim cách nhiệt và giá lóc đầy đủ hết rồi. Mua chiếc xe này về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Có cả ốp sườn này. Đấy, nhìn một chiếc xe cứng đẹp, nhìn nó rất là cứng cáp anh chị ạ. Và đặc biệt chiếc xe này là một dàn lốp Bridgestone bác chủ thay chính hãng năm 2018 anh chị nhé. Lốp là đét 2018 và chạy đến bây giờ lốp vẫn còn khá là đẹp luôn. Điều đó chứng tỏ rằng bác chủ chạy rất là ít anh chị ạ. Vành của bản 2012 na răng đôi rồi, nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với lại na răng nguyên bản 2010 anh chị nhé. Và anh chị có thể thấy ở đây đó là sinh nhan gương vẫn còn zin nguyên mã. Đấy. Và có cam lề luôn. Xe đã được bác chủ trang bị cam 360 rồi. Và xe cụm đèn trước còn nguyên bản. Đấy. Vỏ đèn còn nguyên zin anh chị nhé. Nhìn rất là trong. Đèn bóng chiếu và đặc biệt là bác chủ đã lên full LED rồi. Cực kỳ sáng luôn anh chị ạ. Đấy. Một chủ xe rất chịu khó đầu tư cho chiếc xe của mình. Anh chị nhìn thấy ở đây. Đó là cái viền đèn cũng là lắp loại xịn luôn. Để nó theo thời gian, cái viền đèn này này, nó không bị xỉn nhá. Đấy. Cam trước này. Đấy. Xe trang bị cam 360 đầy đủ rồi. Đèn thì anh chị thấy. Vỏ đèn còn rất là trong luôn. Về bên em cũng không cần phải sơn gì cả, chỉ đánh bóng thôi là xe đã đẹp và cứng như này rồi. Bản trang bị động cơ 2.7 lít VVT-i, điều phối van biến thiên thông minh. Đấy, và lốp 2018, cả một dàn lốp Bridgestone. Chạy đến bây giờ là 2024 rồi. Chạy rất là ít thôi, bởi vì thế nên là xe nó còn đẹp như này. Đây, củ phanh này anh chị nhìn. Đấy. Nhìn cái củ phanh đã biết là xe sử dụng ít. Cua lốp đây. Cam 360 nha anh chị nhé. Bậc lên xuống ốp sườn. Ốp sườn này là cũng là mua ốp sườn chính hãng này, rất là đắt luôn. Hõm chống xước tay cửa đấy, như em nói rồi. Những cái ốp này bác chủ cũng lắp loại ốp rất là xịn đấy. Nó không bị ố luôn. Vè mưa đầy đủ rồi. Đây. Lốp sau đây, Bridgestone và cũng là 2018. Còn rất là dày. Cua lốp đây ạ. So với những chiếc xe cùng đời, chiếc này có thể xếp vào là chất xe cũng thuộc diện đẹp xuất sắc anh chị nhé. Đấy, thế nên là giá nó cũng hơi căng một chút. Trang bị rất đầy đủ. Cụm đèn sau zin. Viền đèn cũng loại xịn luôn. Cả bốn cái viền đèn không có bị xỉn, bị ố một chút nào luôn anh chị ạ. Nếu mà anh chị ốp cái loại đồ nó không được xịn ấy, thì nó sẽ bị xỉn, bị ố theo thời gian nhé anh chị nhé. Cam nùi, cảm biến nùi đầy đủ rồi. Đấy, xe rất là cứng luôn anh chị ạ. Đấy, cốp sau này. À, đương nhiên Fortuner thì không có cốp điện đâu. Nó chỉ là cơ thôi.
chống xước của càn sau này. Đấy. Xe thì chắc chắn là bao zin cho anh chị rồi, vì chất xe đẹp xuất sắc mà. Đấy, không chỉ zin đâu mà xe chạy rất là ít. Ốc cúp sau zin. Ốc cúp sau zin. Nhược điểm duy nhất của chiếc Fortuner máy xăng 2010 này đó là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó hơi cao một chút. Thực ra thì nó cũng hơi bị oan, đó là nhiều anh chị bảo là 15 lít thì không phải. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng 11 12 lít xăng trên 100 km nhé anh chị nhá. Chân nỉ nguyên bản của xe, xe có trang bị hai dàn lạnh, có các cửa gió cho các hàng ghế rồi, làm mát rất là nhanh. Có nút Jikun ở đằng trước để điều khiển đóng mở cái hệ thống điều hòa cửa gió của trước sau nữa. Tuy rằng ăn xăng nhưng mà cũng rất nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng. Tại vì sao ạ? Fortuner có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên là anh chị có thể thấy gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ ngồi. Cái thứ hai đó là thương hiệu Toyota cực kỳ là bền bỉ. Đấy. Cái thứ ba đó là mức giá cực kỳ là phù hợp. Không phải là phù hợp đâu mà rất là rẻ. Chỉ có hơn 300 triệu thôi. Khoảng 300 chiếc xe này thì bên em đang chào bán là 350 triệu anh chị ạ. Có thương lượng, có bao rút hồ sơ. Đấy. Tầm giá đấy anh chị để mua được một chiếc xe gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi cũng cực kỳ ít lựa chọn anh chị nhá. Đấy. Nó chỉ tốn xăng một chút nhưng chúng ta lại được rất nhiều ưu điểm. 2010 nhưng vẫn giữ được ghế da zin của xe. Một điều rất là tuyệt vời anh chị ạ. Ghế da zin của xe anh chị nhá. Rất ít những chiếc xe 2010 mà còn giữ được ghế da zin như thế này. Trần nỉ zin này. Đấy. Và xe đã lắp full đồ. Ghế lái chỉnh điện rồi, bốn hướng thôi. Đây là táp ni zin của xe này, anh chị thấy không ạ? Rất là cứng xe luôn. Đấy. Đồ Toyota thế và đặc biệt đó là những cái đồ nhựa nội thất. Nó rất là bền. Đấy. Không chỉ là xe hoạt động bền bỉ và tin cậy đâu. Cái đồ vật liệu của nó cũng rất là bền. Ốp bằng lên xuống cũng loại xịn luôn anh chị ạ. Đấy, theo năm tháng nó cứ sáng bóng như này. Đấy. Bác chủ rất là cẩn thận và rất đầu tư xe của mình luôn. Đây là chân phanh và chân ga. Xe có trang bị hệ thống báo động chống trộm rồi, gương chiếu hậu ngoài, gập điện chỉnh điện, có đặc biệt đó là chức năng khóa vi sai cầu sau dành cho xe hai cầu. Và đây là một chiếc xe hai cầu anh chị nhé. Hai cầu của Fortuner thì nó chỉ khi nào mình dùng đến hai cầu mình mới cài vào thôi. Đương nhiên là cài tay thôi, không phải là cài điện. Ốc bản lề chưa động tạ chạm một con ốc nào đâu ạ. Ổ khóa thì rất là mới. Đây là hàng ghế thứ hai này. Rất đẹp anh chị ạ. Phải là một bác chủ giữ xe rất là cẩn thận thì chiếc xe nó mới còn được như thế này. Đấy. Quá rất mới luôn anh chị ạ. Dùng những cái đồ ốp thêm nhưng mà cũng toàn mua đồ xịn thôi. Đây táp ni cửa này anh chị này. Nếu mà về chất xe thì chiếc xe này có thể đánh giá là mới ngang những chiếc 14, 15. Mặc dù là xe được sản xuất vào năm 2010. 2010 anh chị nhá. Điểm lợi thế của chiếc xe này là đã độ rất nhiều đồ rồi. Đấy. Vành này, ốp sườn này, đèn full LED này. Màn Android này, cam 360. Đấy. Anh chị thấy táp ni không ạ? Rất là mới luôn. Táp lô cũng vậy anh chị nhé. Gần như là không có vết xước gì. Xe trang bị hai túi khí phía trước, hai cầu, cài cầu tay. Đấy.
Củ số thì bác chủ đổi cái củ số khác rồi, cầm chắc là cho nó thích tay hơn. Đấy anh chị thấy không, cái đồ nhựa của xe này đấy, rất là sạch đẹp và mới. Chân ní này, zin từng con ốc anh chị ạ, bao giờ cũng thế. À, một bác chủ xe cẩn thận thì đi xe cũng rất là cẩn thận, thế nên là ít khi đâm đụng va chạm lắm. Đó. Và xe còn rất là đẹp, sản xuất 2010 anh chị nhé, lắp ráp tại Việt Nam, tại Toyota Việt Nam. Độ tin cậy thì cực cao khi sử dụng chiếc xe này rồi, bền bỉ. Chỉ có hơn 300 triệu thôi anh chị ạ. Thế nên là nó tốn xăng một chút thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đi gia đình thoải mái, mọi cung đường luôn ạ. Độ tin cậy thì cực kỳ cao. Đi những hành trình xa chúng ta cũng không phải lo lắng là xe hỏng vặt. Đấy là cái độ tin cậy, đó là một cái chỉ số rất quan trọng của một cái sản phẩm, và đặc biệt đó là xe. Bởi vì chúng ta đi hàng ngày trên đường, đặc biệt là đi cao tốc nữa. Rồi bước vào bên trong xe. Chìa khóa zin của xe anh chị nhé. Bản cao nhất thì cũng chỉ có một cái chìa khóa điện này thôi, nguyên bản. Đấy, thiết kế của Toyota thì vậy, không gặp được. Vô lăng thì bác chủ đầu tư này, nên vô lăng của 2012 rồi. Tức là nên cái phần tích hợp âm thanh, nút điều chỉnh âm thanh anh chị nhé. Vô lăng thì rất mới, rất mới luôn anh chị ạ. Vô lăng mà giữ như này, 2010 đi 14 vạn xịn, 14 vạn 8 anh chị nhé, không tua 1 km nào luôn. 2010 mà đi như thế là rất là ít rồi. Đấy, và anh chị thấy không ạ? Xe trang bị cam 360 đầy đủ nhá, màn Android. Đấy, cam nồi, cam 360. Đấy, mua chiếc xe này riêng tiền độ vào chiếc xe này, em tính ra khoảng hơn 30 triệu anh chị, khoảng 40 triệu luôn. Cam 360 này gần 20 triệu luôn. Màn Android này, cam 360 màn Android. Đúng không ạ? Vành rồi đèn full nét, loanh quanh phải 40, hơn 40 triệu tiền đồ cho một chiếc xe này như này. Thì cái tầm tiền mà anh chị bỏ ra mua chiếc xe này gần loanh quanh khoảng 350 cũng hoàn toàn là hợp lý anh chị ạ. Bởi vì chất xe còn đẹp như này này, mở xe lại độ full đồ nữa, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Và đặc biệt chiếc xe này máy rất đẹp nhá. Bây giờ em sẽ quay đến khoang động cơ cho anh chị. Và chất xe về nội thất, về ngoại thất thì anh chị vừa xem rồi, chắc cũng khó để chê chiếc xe này đúng không ạ? Đồ đạc thì full đồ rồi. Đèn nó zin nó như vậy. Đây là khoang động cơ của xe. Thì Fortuner được trang bị động cơ 2.7 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu thì như em đã vừa nói với anh chị rồi. Rất nhiều các dòng xe Toyota thì có tiết kiệm nhiên liệu như Vios hay Altis, Innova, nhưng Fortuner này, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao thì không thể nào bắt nó tiết kiệm như thế được. Chiếc xe này zin từng con ốc luôn, kể cả khoang động cơ anh chị ạ. Đây là tai đèn này, zin nhá. Đây, ốc rằng này, chưa vặn mở một chút nào luôn. Đấy, rằng này, đúng không ạ? Ốc cabo cũng zin ạ, zin luôn anh chị nhé. Nó có cái độ cũ theo 5 tháng thôi. Đây là lắp cabo này, nó không có cái tấm nỉ cách nhiệt ở dưới nắp cabo đâu, cabo zin hết ạ. Đây, ốc rằng này, ốc rằng trước nhé anh chị nhé, zin nét luôn, chưa vặn mở gì. Đấy,
những cái phần cái tai nhựa gắn cái ấy này, cản trước này, tai đèn zin nhá. Đấy, quá là an tâm về chất lượng anh chị ạ. Và đặc biệt máy của chiếc xe này đương nhiên là máy số zin rồi, và da máy của chiếc xe này còn rất là sáng anh chị ạ. Đấy, anh chị thấy không ạ, da máy của một chiếc 2010 này. Đấy, nó chỉ hơi xuống màu theo thời gian thôi. Máy thì zin, máy số zin hết nhá anh chị nhá. Anh chị hoàn toàn là an tâm, có thể check hãng. Bên cạnh đó thì bên em thì có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho anh chị, kể cả anh chị mua xe họ trả đủ tiền rồi về mà check bên gara bên thứ ba mà có cái lỗi là đâm đụng hay máy số không zin hay ngập nước thì bên em hoàn toàn là nhận lại xe và hoàn lại 100% tiền cho anh chị nhá. Khoang động cơ này đấy, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đây, những cái đường nước này, đặc biệt là da két nước này, không có một chút keo gì ấy nha, nguyên bản của nhà máy từ đầu đấy. Còn nếu mà người ta làm lại, anh chị cứ để ý những cái đầu đường ống nước này, kiểu gì cũng có cái keo phèo phòi ra một chút, bởi vì là người ta làm lại người ta phải chét keo bằng tay anh chị ạ. Đấy, kiểu gì cũng thừa ra nhé anh chị nhé. Một chiếc xe Fortuner máy xăng 2010. Như này là cũng đẹp xuất sắc rồi anh chị ạ. 2010 anh chị nhá. Máy xăng 2 cầu. Đã độ full đồ rồi, bao gồm một dàn lốp, mặc dù là lắp 2018 nhưng còn rất là đẹp. Đấy. À, đèn full LED rồi anh chị nhá. À, có ốp hông này, vành của 22 này, cam 360 này, vè mưa, dán phim cách nhiệt, giá lóc đầy đủ rồi. Và chỉ với cái tầm tiền là bên em đang chào bán chiếc xe này là 350 triệu đồng anh chị nhé. Bên em có bao rút hồ sơ và hiện tại thì bên em đã đang rút hồ sơ rồi. Đấy, giá cả thì có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu, vui lòng qua bên em để xem xe và lái thử xe. Một chiếc xe rất phù hợp với tầm tiền, 7 chỗ gầm cao, chỉ có 350 triệu đồng thôi. Đấy, có thương lượng anh chị nhé. Anh chị xem xe thì em mời anh chị qua bên em là địa chỉ tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.